Do vậy chúng ta giảm cái thể tích này chứ chúng ta không tăng thể tích này lên nữa. Thì giảm thể tích này bằng cách là chúng ta lấy bớt cái mô mỡ trong cái phần tuyến này đi. Nói như vậy để quay lại chỗ này cho Quang nó hiểu nè. Những cái thông số mà máy nó đưa ra đây bao gồm 196, 148 cc này đó, thì Quang hình dung như thế này nhé. Trong cái tuyến vú của từng người đó, tưởng tượng cái mặt bàn này là xương sườn, đây là cái cơ. Trên cái cơ bạn có cái mô tuyến 196 là cỡ bằng cái này. Vậy thì trên cái tuyến chúng ta, cho anh mượn một cái tờ giấy nữa đi. Trên cái mô tuyến chúng ta có một lớp mỡ như thế này, da và mỡ như thế này. Vậy thì cái túi chúng ta đặt là nó nằm ở dưới đây này. Nó nằm giữa cái xương sườn với cái cơ, túi nó nằm đây này. Vậy thì cái phần 148 này á, nó bao gồm da, mỡ và mô tuyến bạn có. Nắm được không? Rồi, vậy thì trong trường hợp này chúng ta lấy bớt cái phần mỡ ra để cho hai cái này nó cân nhau lại nè, chứ chúng ta không bỏ mô tuyến đi. Lấy bớt cái phần mỡ này nè, lấy bớt cái phần mỡ của cái tầng này nè, lấy bớt nó ra. Ha, mình ta kịp lại gì đúng không? Và cũng từ đây nhắc luôn với bạn nè, trong cái mô tuyến vú bạn đang có đó, trước khi phẫu thuật này đó, thì cái phần mỡ là nó do ăn uống, bạn gầy, bạn tăng cân là nó liên quan tới lớp này. Cứ bạn tăng 1 kg thì cái này nó lên được 10 cc. Làm toán thử nè, bây giờ tưởng tượng như quanh lên 2 kg nữa thì cái bên phải này nó lên được bao nhiêu cc? Toàn bộ bên phải lên được bao nhiêu? 168. Ok, chính xác. Bên đây lên được bao nhiêu? 212. Hiểu không? Còn ví dụ như bạn xuống 3 kg thì cái này nó mất bao nhiêu? Nó xuống 3 cái băng là còn bao nhiêu? Còn 118 bên đây, còn 166. Ok, bạn rất là thông minh luôn. Rồi bây giờ cái phần này nó trồi sụt theo cái gì? Cái phần mô tuyến này, cái phần cái miếng này nè, nó trồi sụt theo mỗi tí tố của bạn. Cái mà bạn hành kinh mỗi tháng đó. Vậy nếu ông Quanh lo lắng căng thẳng gì đó, lo lắng công việc, lo lắng ông chồng, lo lắng những cái mối quan hệ, thì cái hành kinh nó bị trồi sụt thì cái này nó xuống này. À, cố gắng đừng để những cái yếu tố đó nó tác động vô cái mô tuyến này. Giải thích như vậy Quanh theo kịp không? Ha, nói lại ha, trước khi chúng ta đặt cái túi thì cơ thể của chúng ta nó bao gồm 148 và 196 là gồm có cái miếng này. Gồm có cái miếng này gọi là mô tuyến và cái miếng này gọi là mỡ. Mỡ là đi theo theo ăn uống. Mỡ là đi theo ăn uống. Còn cái này suy nghĩ này kia, chết này kia. Đúng rồi. Được rồi ha. Và bạn nắm được là những cái gì nó tác động đó rồi ha. Ngày hôm nay chúng ta thiết kế là dựa trên cái này nha. Rồi. Nhìn lại nè. Như vậy, chúng ta sẽ có cái thể tích là 275. Đường mổ nằm ở chân đúng vú. Trong lúc làm chúng ta sẽ may cái chân ngực này nè, may cái đầu ngực này vô trong đường giữa để cái khe ngực nó được như thế này. Nắm được rồi ha. Ok, Quanh còn hỏi gì nữa không? Thiết kế làm sao mà làm được như vậy đó Quanh? 275 Quanh. 275. Và anh Quanh đang có cái mô tuyến bằng người ta đã có 100 ở trong đó rồi. Tức là nó thành gần như là 375 đó. Quanh hình đúng không? Ừ. Nó sẽ nghĩ là Quanh coi là chính giữa này 275, này là 260 đâu Quanh. 260 thì cái khe nó hơi ra một chút. 25 thì này là triệu triệu, 260 nó đỡ triệu hơn. Triệu tức là thấy cái bầu này nó xuống nè. Còn cái này nó không có xuống. Thấy rõ được chỗ này không? Thì sao? 260 thì nó đã đỡ sệ hơn nè. Bạn này đang làm cái gì mà có vẻ mất ngủ dữ gì Quanh? Dạ không, tại hôm qua đi từ Rạch Giá lên đây. Dạ hả? Dạ. Chắc chắn là bạn không có cái tình trạng là đang bị rụng tóc, mỗi gáy đau đầu mất ngủ đúng không? Dạ không. Đó đi 6 tiếng ngồi đây. Ok.